Hello, khỏe không tất cả anh em? Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Yo. Hôm nay thì sẽ là cái mô tô vlog mình chạy xe từ Đà Nẵng ra Hà Nội anh em. Cơ bản thì thời gian sắp tới mình có khá nhiều thứ sẽ phải làm tại Hà Nội, thế nên là mình chuyển nhà từ Đà Nẵng ra Hà Nội để mình có thể là thuận tiện cho cái công việc hơn. Giờ xin lỗi anh em bởi vì là 4 ngày rồi không có một cái clip game nào được đăng tải trên kênh Sĩ Kẹo. Thì mình sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở sớm rồi là tranh thủ làm video cho anh em coi. Được chưa ạ? Đó. Mong rằng là anh em vẫn sẽ yêu quý mình. Có thể là 4 ngày rồi không làm video, nhiều bạn anh em quên mình là chuyện hết sức bình thường. Đó. Ai, một cái cuộc hành trình khá là dài. Cái thời gian mình chạy xe từ Đà Nẵng ra Hà Nội ấy, thì biết nói như nào nhỉ? Nó dài được khoảng là 850 km. Không biết là anh em ở đây nhiều bạn thì các bạn đã đi một cái quãng đường xa như vậy chưa ạ? Mình thấy là có nhiều kiểu anh em vượt Bắc Nam rồi, nhưng mà mình thì biết nói sao nhỉ? Chắc là có thể là không không được gọi là vượt đâu, đơn giản là chạy là cứ 70 80, lúc nào dừng ấy thì nghỉ uống nước thôi. Chứ còn phượt thì người ta còn có thời gian, người ta thoải mái, còn mình thì chạy cho nhanh mà. Yo, lý do tại sao? Đợt trước thì khi mình chuyển vào Đà Nẵng thì mình dùng dịch vụ gửi tàu ấy, thôi gửi tàu gửi xe vào theo tuyến Bắc Nam ấy. Hà Nội Sài Gòn thì gửi xe nó khá là nhanh. Đó cũng như là chi phí nó vừa phải. Nhưng mình gửi xe máy từ Hà Nội vào Đà Nẵng cũng như là từ Đà Nẵng theo chiều ngược lại nó sẽ khá là lâu anh em ạ. Đợt nọ mình gửi mất 2 tuần. Wow, thật sự. 2 tuần anh em không có xe đi lại, em chả biết như nào nữa. Nên là mình quyết định lần này bỏ ra 1 ngày chạy xe ra ngoài này. Chạy xe ra ngoài miền Bắc để tiếp tục làm việc ở ngoài này anh em ạ. Đó, và ai anh em nào đang xem trên kênh của Sĩ Kẹo, nếu như anh em thấy thích video của mình đừng quên nhấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thật sự thì không không biết phải nói như nào, nhưng mà mỗi chuyến đi dài thế này mình cảm thấy rất là mệt, giống kiểu Tết ấy. Tết thì mình chưa có GoPro, mình chưa thể quay cho anh em cuộc hành trình được. Đi xa thì cứ mệt tại đâu mình nghỉ tại đó ấy. Đây hiện tại các bạn đang xem là đang ở Huế nhá. Ở Huế thì theo như mình thấy chưa bao giờ kiểu mình ăn uống ở đây gặp tình trạng kiểu chặt chém du khách. Thế như nào nhỉ, kiểu bán giá nó cao hơn bình thường rất là nhiều ấy, hầu như là con người ở đây thì công nhận dễ mến các bạn. Có người ở đây người ta sống sống tự nhiên lắm. Đường đi thì xa, cả nước thì đang nắng to, nhưng mà cái lúc mà mình qua chỗ Bình Định thì lại gặp mưa mọi người ạ. Đó, kiểu không biết như nào, nhưng mà thường nắng nhiều quá sẽ kiểu dễ mưa. Nên mình vẫn cố đi xem, bởi vì là thường là mưa ấy là chắc là nó sẽ mưa ít thôi, bởi vì mưa bất chợt mà. Đấy, cũng như là trời nó đang sáng nó không bị mây đen che nhiều quá. Thế mình cũng cố đi nhưng mà thật sự là mưa vãi anh em ạ. Mưa này mình sợ là mình ướt đồ mang trên lưng luôn. Các bạn là cái máy tính của mình ấy, mình tháo hết sạch đồ linh kiện, mình bỏ ba lô mà. Mình bọc xốp, mình bỏ trong ba lô, mình đem theo người á. Để ví dụ như là có ra Hà Nội thì có máy tính ấy, làm việc editor video này. Xong rồi đăng video cho anh em xem luôn. Để kiểu công việc nó không bị chậm ấy. Mưa đâm ra là cũng cũng lạnh vãi thật mọi người ạ. Tức là bình thường nắng anh em mới nóng, nhưng mà mưa chắc chắn là lạnh rồi, nhất là các bạn chạy dưới trời mưa ấy. Chạy xe dưới trời mưa. Mình không chạy nhanh được, ở đây chạy chơi chơi 80 lớn xíu. Đường quốc lộ thì đường nó cũng vắng, mình chạy xe thì mình đảm bảo cái tốc độ, có thể là hơi nhanh một tí đối với những cái xe số xe ở phân khúc bình thường, chứ còn là mô tô ấy thì chạy ở cái mức 70 80 thì kiểm soát xe vẫn rất là tốt, anh em yên tâm. Đấy, cũng nhiều bạn nói anh chạy kinh thế. Không kinh, thứ hai là đường quốc lộ đấy, hiện tại trời mưa đường nó vắng vắng. Rồi là cái kỹ năng lái xe quan sát của mình cũng tự tin là mình chạy với khoảng cách ở 70 80, thi thoảng 90 tí ok không vấn đề gì. Ai, kiểu này mưa to vãi. Mưa to này phải dừng lại, không thể tiếp tục chạy xe được.
Mình đang xem là có quán tạp hóa nào không, người ta bán áo mưa ấy. À đây đây đây, quán này như bán này. Rồi ok ạ, mình sẽ ghé tới đây. Anh em gió to không? Đấy. Yo, thì mua xong áo mưa ấy, mình lại tiếp tục lên đường thôi, bởi vì là quán đường xa mà mình cũng không nghỉ lại lâu được anh em ạ. Bây giờ thì mưa nó cũng ngớt hơn một xíu, cũng đi cũng thoải mái hơn. Quan trọng là áo mưa ấy, nó sẽ che chắn đồ, ok, đồ của mình nó không bị ướt đấy anh em ạ. Đó được chưa ạ? Ai, giờ mình đi không không nghĩ là mưa như này cơ anh em ạ. Mưa ấy, đường nó sẽ trơn thôi, mình không dám đi nhanh. Bình thường là nếu mà đường nắng điều kiện ok thì anh em đi nhanh còn được, chứ nó thật trời mưa ấy, ai dám đi nhanh đâu anh em ạ. Quan trọng là tính mạng của chúng ta là quan trọng nhất thôi, dù mình vội mình cũng không đi nhanh được anh em ạ. Đợt lâu rồi, đợt Tết ấy, mình về quê Thanh Hóa từ Đà Nẵng, mình chạy xe mất 12 tiếng, thế là bây giờ chạy ra Hà Nội 850 cây số đấy, tính ra nó cũng mất tầm khoảng là 15 tiếng anh em ạ, 15 tiếng ra tới Hà Nội. Nên là mình cũng lựa thời gian mình chạy sớm sớm mà. Đó để có gì kiểu như là thường là buổi tối kiểu chạy xe kiểm soát quan sát nó cũng khá là khó. Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất, người ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu. Văn nghệ tí xíu thôi. Mình hát đâu có hay thôi anh em. Hát nhiều quá anh em bị chửi à. Thế là đi mãi cũng hết mưa rồi nè. Thế bây giờ tháo quần áo thôi anh em ạ. Tháo giày trước này. Xem có nước anh em ạ. Nước thì đổ ra thôi, cho thoáng giày thoáng chân anh em, đỡ bị kiểu hôi chân này. Thứ hai là kiểu nước vào chân ấy, nó hay hay bị mấy cái bệnh về da vãi khổ vai anh em ạ. Nhất là nước mưa ấy, thường nước mưa dưới mặt đường nó bẩn nó dơ mà. Ok. Thì giày nó cũng chỉ ướt một xíu thôi anh em ạ. Đây, còn quần áo ấy. Đây, quần áo mưa này xé thôi, thật ra mình cũng chả biết vứt tại đâu, ra đây vứt tạm đây vậy anh em ạ. Anh em nhiều bạn của gì cũng kêu tôi xả rác bừa nhá, xả rác linh tinh nhá, nhưng mà thôi hôm nay kiểu xả rác díu ơi, bởi vì là ở đây mình cũng chả biết vứt tại đâu, còn ba lô thì thật sự là full đồ anh em ạ, quần áo mưa nó lại ướt mình không biết vứt tại đâu. Rồi thôi chắc là bây giờ lại tiếp tục lên đường thôi. Một số anh em bảo sao anh không mặc giáp. Mình đang để tiền, có lẽ là mình sẽ mua một cái bộ giáp nó xịn một xíu, bởi vì là sau này mình có lên con xe gì nữa thì mình vẫn sẽ mặc giáp khi đi tour này, đặc biệt là đi tour solo khá nhiều thứ phải kiểm tra trước nha, từ bình xăng này, bộ phận phanh rồi là xích tải của xe các thứ, nói chung nó nhiều thứ. Hôm nay thì nói chung là mình mới chuyển ra Hà Nội cũng khá là bận rộn, không có nhiều thời gian cho các bạn. Thế nên là video này sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Đừng quên nhớ theo dõi những cái video sớm nhất để ủng hộ cho mình nhá. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người sau nha. Love my fan.